Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương. Quý vị, trong ngày hôm nay tờ South China Morning Post đã đặt câu hỏi là tại sao Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều là những quốc gia có quyền lực trên thế giới và đã gia tăng các cuộc tập trận ở khu vực Đông Nam Á. Và trong đó họ cho thấy là Trung Quốc đã liên tục tập trận với lại Lào, Campuchia và Việt Nam kế cả Singapore cho thấy rằng là đôi bên bắt, bắt đầu giành cái ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Tuy nhiên thì có vẻ như Trung Quốc đã dưới cơ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà giành lại ảnh hưởng sau mấy năm và điều này có thể dẫn tới một cái cục diện rõ ràng mà tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần là cục diện lưỡng cực tại Á Châu tức là sẽ chọn một phía một là đứng về phía Trung Quốc còn hai là đứng về phía các Hoa Kỳ và đồng minh điều này có thể dẫn tới một cái cục diện gọi là tái lập lại trật tự của Á Châu tức là nếu quý vị ở tại à, những quốc gia ở Á Châu thì sẽ có những cái uh, quy tắc riêng mà trong đó họ sẽ phải chọn một phía và chọn phía nào thì tùy thuộc ở cái chế độ và cái chính quyền ở quốc gia đó quý vị chúng ta đi qua bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem tình hình của Á Châu càng lúc càng có một cái rõ nét hơn và điều này có thể dẫn tới một cái uh, gọi là một cái uh, tạm thời tôi gọi là một chiến tranh lạnh của Á Châu nhưng riêng giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh thì có lẽ là không thể là một cuộc chiến tranh lạnh ok quý vị ở trong cái uh, bản tin của South China Morning Post đưa ra tại sao cả Hoa Kỳ Trung Quốc và những quốc gia quyền lực khác đều gia tăng tập trận với lại các quốc gia tại Á Châu uh, Đông Nam Á trong đó Trung Quốc đã tìm cách có một cái vị trí khác uh, trong cái vấn đề gọi là đối tác an ninh uh, giữa lúc mà Hoa Kỳ đang gia tăng rất nhiều những cái mà họ gọi là um, ngoại giao về quân sự uh, cùng tham gia với tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á trong tháng này Trung Quốc và Lào uh, đã có cuộc tập trận bằng hữu siêu tức là uh, lá trắng bằng hữu tức là Friendship Shield năm 2023 trong đó thì bao gồm cả tất cả những loại vũ khí huấn luyện và các chiến uh, các cái uh, cuộc hành quân Cùng một lượt thì Trung Quốc và Singapore cũng có cuộc tập trận hàng hải ở trên bờ biển của Singapore và hai quốc gia này tập trận chống lại tất cả những cái gọi là những cái ngư lôi cũng như là có cuộc tập trận bắn đạn thật bằng hải quân. Cùng một lượt trong tháng 4, Cộng sản Trung Quốc và lực lượng cảnh sát biển của Cộng sản Việt Nam đã thực hiện cuộc tuần tra chung ở Bebu Gulf À, nơi mà à, Trung Quốc và à, và cùng một lượt thì Trung Quốc và Campuchia đã có cuộc tập trận gọi là Golden Dragon 2023 cùng tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật và à, theo tường trình của một à, nhân vật được xem là chuyên gia quân sự của Trung Quốc có tên là Fu Cao sao à, cho biết là ở trên là Trung Quốc thì vẫn tiếp tục gia tăng các mối quan hệ với Á Châu để xây dựng cái mà họ gọi là hòa bình và môi trường ổn định à, giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có những cái hành động mà ông này mô tả là gây à, bất ổn ở khu vực. Đây được xem là một trong những cái lời nhận định và khá dài ở trong đây thì à, họ nói rằng là phía Trung Quốc à, vẫn tiếp tục có những cái à, à, hoạt động gọi là tìm cách à, lấy lại cái à, quân bình của họ à, bài, bài à, phân tích thì cũng khá dài quý vị và trong đó nhắc lại những cuộc tập trận của hoa kỳ và kể cả nhật bản cũng đã có những cuộc tập trận à, họ nhắc từ singapore malaysia cũng đã có cuộc à, à, tập trận gọi là five power defense agreement với lại úc new zealand và anh và trước đó thì trong những năm gần đây nhật bản và pháp cũng đã bắt đầu có những cuộc tập trận tokyo đã có những cái hành động cung cấp một số những cái à, hỗ trợ nhân đạo cho phía việt nam rồi à, huấn luyện cho binh sĩ Philippines ở trong những năm gần đây và Pháp Indonesia cũng đã bắt đầu có tăng cường các cuộc tập trận hải quân từ tháng 3 năm 2021 thì Pháp và Singapore cũng thực hiện các cuộc tập trận ở khu vực biển Đông. Quý vị, gần như là các cái cuộc tập trận diễn ra liên tục từ các quốc gia cường quốc trên thế giới ngoại trừ Hoa Kỳ và Trung Quốc ra thì Pháp cũng bắt đầu tăng cường sự hiện diện của họ tại Á Châu Thái Bình Dương và Nhật cũng đang có tìm cách gọi là tăng cường cái vai trò của họ theo cái nhu cầu của khu vực. Quý vị, tất cả đều nhắm vào 10 quốc gia Đông Nam Á. 10 quốc gia này, tức là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 quốc gia gọi tắt là khối ASEAN, trong đó gồm có Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, à, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei, đây là 10 quốc gia nằm trong cái, khu, cái khối gọi là Đông Nam Á. Thì quý vị thực ra thì khối Đông Nam Á xưa nay vẫn là đồng minh của Hoa Kỳ rất đông đảo. Từ bắt đầu từ thời chiến tranh Việt Nam, hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á đều là đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên sau chiến tranh Việt Nam và bắt đầu bước vào cái khối cộng sản bị sụp đổ ở cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Bill Clinton thúc đẩy cái uh, toàn cầu hóa tập trung vào thị trường Trung Quốc, thì gần như toàn bộ Á Châu bị Bill Clinton bỏ rơi. Và quý vị, chính hành động bỏ rơi này, giữa lúc mà Á Châu đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế, đã khiến cho nhiều quốc gia thấy rằng là Hoa Kỳ có vẻ không có chung thủy với lại đồng minh và cuối cùng thì họ phải chọn, chọn con đường gọi là đi chung với lại cái uh, hướng đi của họ và họ không có thách sai, tức là không nghiêng về phía nào so với thời chiến tranh lạnh, hoàn toàn Á châu đứng về phía phía của Hoa Kỳ. Và sau cái giai đoạn 90 khi mà thúc đẩy cái toàn cầu hóa và đầu tư vào thị trường Trung Quốc thì quý vị, cục diện đã đổi khác đi. 10 quốc gia trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu có những cái thái độ khác và kể từ khi mà Trung Quốc mở cửa kinh tế ra bên ngoài và phát triển nhanh chóng thì nhiều quốc gia đã dính thẳng vào với Trung Quốc ngoại trừ một số quốc gia có cái quan hệ được xem là truyền thống với cộng sản Trung Quốc, gồm có à, Việt Nam, à, cộng sản Việt Nam và cộng sản Lào, thì quý vị những quốc gia còn lại bắt đầu nghiêng về phía Trung Quốc khi mà họ thấy rằng đầu tư vào Trung Quốc và được Trung Quốc đầu tư họ có lợi. Tuy nhiên kể từ sau khi cái giai đoạn của Obama hết nhiệm kỳ và ông Trump lên và ông nhận ra được cái sự bất công mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc thì ông Trump bắt đầu chấn chỉnh lại và trong đó ông thấy rõ Trung Quốc là một cái tiềm năng đe dọa rất lớn không những với cái quyền lợi của Hoa Kỳ mà còn với toàn cầu. Ông mở cuộc chiến mậu dịch, ông phanh phui tất cả những cái trò gian manh, những cái trò ăn cắp, những cái trò gọi là à, lách né các cái quy tắc của quốc tế của Trung Quốc, ông phơi bày ra trước cộng đồng quốc tế. Thì quý vị bắt đầu từ thời điểm đó, ông cũng bắt đầu thực hiện cái chiến dịch chuyển trục về Á Châu một cách cụ thể hơn cả quân sự lẫn kinh tế. Thì quý vị, dần dần thì kể từ năm 2017 cho tới bây giờ coi như là 6 năm qua Hoa Kỳ đã bắt đầu cho thấy cái sự gọi là chuyển trục về Á châu một cách cụ thể thì quý vị đã thấy trong thời gian qua thì Á châu bắt đầu hình thành bắt đầu lúc trước thì các quốc gia bắt đầu họ không muốn dính vào phía nào sau cái kinh nghiệm của năm 1997 khi mà cơn khủng hoảng kinh tế xảy ra đó quý vị và bị Hoa Kỳ bỏ rơi thì các quốc gia Á châu đều không muốn đứng về một phía nào Họ chỉ muốn ok các quốc gia lớn làm gì làm miễn đừng đụng tới quyền lợi của chúng tôi và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với tất cả các quốc gia. Tuy nhiên quý vị, khi mà Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu thì cái phản ứng của Trung Quốc là càng lúc càng nhiều hầu để chống lại tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thứ nhất, Trung Quốc xem Đông Nam Á là sân sau của họ, họ không muốn Hoa Kỳ có ảnh hưởng tại đây. Thứ hai, là những cái trò mà gọi là che giấu bằng những cái ngôn từ đẹp đẹp đẽ của họ tức là những cái bảy nợ ngoại giao những cái một vành đai một con đường những cái tuyên bố là quốc gia bằng hữu chúng ta là cùng dân á châu vân vân những cái nhân danh và có những cái bình phong này nó bị tháo gỡ ra và đằng sau đó là cả một cái, cái tham vọng lớn của bắc kinh thống trị cả thế giới và trong đó có cả á châu thì quý vị hoa kỳ dần dần tháo gỡ tất cả những cái bình phong che đậy của trung quốc ra và các quốc gia tại Á Châu bây giờ họ nhận ra Họ nhận ra được tất cả những gì mà Trung Quốc đang làm Thì cái tham vọng của Trung Quốc rất tham độc Hoa Kỳ có thể là một quốc gia bị xem là không trung thủy Nhưng Hoa Kỳ không gây hại cho an ninh quốc gia của họ Hoa Kỳ cũng không đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của họ So với Trung Quốc Khi mà Hoa Kỳ tháo gỡ tất cả những cái bình phong che đậy của Trung Quốc ra Thì quý vị các quốc gia Á châu mới nhìn thấy được sự thâm độc của Trung Quốc là thao túng và à, gần như là họ muốn kiểm soát tất cả các nền kinh tế tại Á châu và kể cả cái uh, mạng lưới chính quyền tại Á châu những quốc gia nào mà có một cái uh, xã hội dân chủ họ kiểm soát không được thì họ tìm cách khống chế nền kinh tế còn những quốc gia nào họ kiểm soát được cái chế độ cầm quyền thì họ kiểm soát coi như toàn bộ nền kinh tế và kể cả chính quyền thì quý vị đối với những quốc gia như là Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan hay là Singapore thì quý vị Trung Quốc không có thể thao túng được cái hệ thống chính quyền nhưng họ có thể thao túng bằng kinh tế họ đầu tư họ chiêu dụ vào một vành đai một con đường rồi họ cho vay tiền ra và họ suối rất nhiều những công ty của họ chạy qua Singapore để ghi danh làm công ty quốc tế chính điều này khiến cho các quốc gia của Á Châu quý vị họ bị thao túng về kinh tế họ bị thao túng về, về kinh tế bởi Trung Quốc rồi cái vị bên cạnh đó những quốc gia mà bị Trung Quốc xỏ mũi ta bằng cái hệ thống cai trị như là Lào, Campuchia, Việt Nam hay là Miến Điện thì gần như là bị Trung Quốc xỏ mũi những quốc gia này thì tôi không nói tới nữa tại vì những quốc gia này không có sức phản kháng với Trung Quốc bởi vì toàn bộ cái chế độ cai trị ở những quốc gia này đều lệ thuộc vào Trung Quốc thì nó bắt đầu nó phân ra thành lưỡng cực nó bắt đầu nó phân ra thành lưỡng cực thì quý vị, trong đó trừ của Singapore là cái quốc gia được xem là cái đảo quốc nhỏ, nhưng mà họ lại một cái là một cái quốc gia quan trọng ở khu vực. Thì quý vị, Singapore còn đang lừng cần và không muốn gọi là chọn một phía nào. Thì quý vị, các quốc gia còn lại kể cả cái quốc gia mới có cuộc bầu cử xong là Thái Lan đã có khuynh hướng nghiêng về phía Hoa Kỳ. Từ Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei cho tới Thái Lan đều bắt đầu nghiêng về phía Hoa Kỳ. Tại vì họ thấy rõ cái âm mưu thâm độc của Trung Quốc là sử dụng cái nền kinh tế uy hiếp tới họ. Những quốc gia này Trung Quốc không dám xâm hại tới lãnh lãnh hải và lãnh phạ và biển của họ. Tức là cái phần mà gọi là chủ quyền của họ. Nhưng Bắc Kinh tìm cách thao túng và từ thao túng kinh tế họ thao túng chính trị. Từ thao túng kinh tế họ thao túng chính trị và gây ra tình trạng tham nhũng rất nhiều ở những quốc gia này. Thì quý vị... Chính vì vậy mà các quốc gia này bắt đầu nhận ra cái âm mưu thâm độc của Trung Quốc. Có nghĩa là Bắc Kinh bề mặt thì nói rằng là họ sẽ giao hảo tốt với các quốc gia Đông Nam Á và thắt chặt cái gọi là các quốc gia Á Châu để thành một thế lực chống lại Tây Phương. Nhưng mà trên thực tế là tất cả những thế lực đó bị thu tóm nằm dưới quyền của Trung Quốc. Bằng cách này hay cách khác, những quốc gia như Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Lào thì coi như là họ đã bị à, Trung Quốc nắm đầu từ cái hệ thống cai trị rồi nhưng mà những quốc gia như Indonesia, Malaysia hay, hay là Philippines đó quý vị thì Trung Quốc sử dụng cái trừng phạt kinh tế để đe dọa tới họ tức là quốc gia nào mà nghiêng về phía Hoa Kỳ thì sẽ đối diện với cái việc gọi là trừng phạt kinh tế của Trung Quốc tức là Trung Quốc không phải là một người bạn hữu mà là một kẻ cái giống như tự coi mình là đại ca ở khu vực ai thuận theo mình thì để cho người ta phát triển, còn ai không thuận theo mình thì Trung Quốc sẽ tìm cách gọi là trừng phạt kinh tế gây tổn thương cho kinh tế của họ. Và đặc biệt là quý vị, Bắc Kinh đã sử dụng cái nguồn nguyên liệu cung cấp để uy hiếp tất cả những quốc gia này. Nhiều quốc gia bây giờ không bỏ được Trung Quốc như là Cộng sản Việt Nam bởi vì họ không có chỗ khác lấy nguyên liệu. Từ năng lượng, bông vải sợi cho tới những cái máy móc mà sản xuất đều đến từ Trung Quốc. Do đó những quốc gia này coi như xong, họ đã không còn cái cái cửa nào thoát được Trung Quốc cả. Nhưng những quốc gia còn lại họ thấy rõ ràng. Thứ nhất là nếu phát triển kinh tế mà chọn phía Trung Quốc thì chỉ có một thị trường Trung Quốc. Nó không đáp ứng nổi cái mặt hàng của họ. Và họ phải cạnh tranh rất gây gắt trong thị trường của Trung Quốc. Chưa kể phải cạnh tranh với hàng nội địa của Trung Quốc nữa. Mà chưa chắc cạnh tranh nổi hàng nội địa Trung Quốc vẫn rẻ hơn hàng của họ. Ngược lại, khi mà họ hội nhập vào cái thị trường quốc tế trong đó có thị trường của nhật thị trường của hoa kỳ thị trường của liên hiệp âu châu thì quý vị mặt hàng họ bán được giá cao hơn họ được giảm thuế nhiều hơn mặt hàng họ bán được cao hơn và mỹ lại không có nhu cầu sản xuất những cái đồ này để cạnh tranh với họ nước mỹ có nhiều mặt, mặt hàng họ đi nhập cảng không họ không sản xuất nữa kể từ khi bill clinton mà thúc đẩy toàn cầu hóa nhiều công ty ở mỹ đóng cửa chạy qua trung quốc chạy qua á châu mở công ty rồi xuất cảng ngược qua mỹ Do đó cái mặt hàng của họ ở Mỹ vẫn có giá hơn mặt hàng của Trung Quốc Ví dụ Tôi nói ví dụ ở Đài Loan Đài Loan sản xuất một cái nồi cơm điện Thì Trung Quốc cũng sản xuất một nồi cơm điện Và khi bước vào thị trường Trung Quốc Đài Loan bán không lại Là bởi vì mặt hàng Trung Quốc giá rẻ Trung Quốc cũng sản xuất nồi cơm điện Trung Quốc cũng sản xuất những cái đồ chạc điện Những cái đồ chạc cho fear phone Đài Loan cũng sản xuất nhưng mà giá của Trung Quốc rẻ hơn cho nên cạnh tranh trong thị, thị trường Trung Quốc rất mệt ngược lại nồi cơm điện của Đài Loan của Nhật thì ở Mỹ bán chạy hơn so với Trung Quốc thì quý vị do đó những quốc gia này họ thấy rõ là thứ nhất là quyền lợi kinh tế đi với Mỹ và đi với Âu Châu vẫn có lợi nhiều hơn và không bị uy hiếp à, một cách gọi là trực tiếp giống như Trung Quốc tức là họ không bị ăn hiếp về kinh tế so với cộng sản Trung Quốc Trung Quốc một mặt thì à, vẫn làm ăn với những quốc gia này nhưng một mặt vẫn muốn kiềm chế và muốn kiểm soát những quốc gia này bằng cách này hay cách khác và cái uy hiếp kinh tế này rất quan trọng họ không muốn bị lệ thuộc cái nguồn cung cấp vào Trung Quốc để Trung Quốc uy hiếp họ và điều quan trọng nhất là về mặt quân sự Hoa Kỳ hiện diện tại Á Châu tập trận với nước này tập trận với nước khác nhưng Hoa Kỳ không có hành động uy hiếp tới bất kỳ một cái lãnh hải nào của bất kỳ một quốc gia nào ở khu vực. Ngược lại, Bắc Kinh một mặt thì vẫn nói là ô chúng ta làm việc chung chúng ta sẽ có một giải pháp chung nhưng mặt khác lực lượng hải giám lực lượng hải quân và lực lượng dân quân ngư phủ của Trung Quốc vẫn tiếp tục uy hiếp biển của những quốc gia khác và bất chấp luật lệ trên biển luôn bất chấp luật lệ trên biển luôn thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị Malaysia Indonesia là hai quốc gia rất cứng rắn trong vấn đề chủ quyền họ không chấp nhận vừa làm ăn với mình mà vừa dùng hải quân hải giám để uy hiếp mình Do đó quý vị, họ bắt đầu ra mặt coi như là nghiêng về phía Hoa Kỳ. Philippines thì khỏi nói, Philippines coi như là ngã hẳn về phía Hoa Kỳ luôn. Lý do chính Philippines là nạn nhân nặng nề nhất trong cái vụ cái cái vụ gọi là tranh chấp biển đảo và Trung Quốc được xem là cái quốc gia dùng Philippines để mà uy hiếp các quốc gia khác. Do đó quý vị, Philippines gần như là họ đuối trong vấn đề đối đầu với Trung Quốc ở trường Sa bây giờ thì quý vị sau khi Philippines đồng ý gọi là hỗ hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ thì tình hình khác đi tình hình khác đi thứ nhất là nguồn đầu tư dồn vào Philippines rất nhiều thứ hai là các uh, Hoa Kỳ bắt đầu uh, hỗ trợ cho Philippines bằng quân sự rồi cộng thêm Nhật Bản Nhật Bản cũng bắt đầu hỗ trợ về huấn luyện quân sự cho Philippines thì quý vị thấy rõ ràng là Philippines đã có một màu sắc khác do đó nó làm cho những quốc gia Á Châu đã thấy rõ ô oh, thứ nhất mình không bị uy hiếp bởi Hoa Kỳ xưa nay Hoa Kỳ không hề có hành động gọi là nói ô oh, bãi đảo này là chủ quyền của Hoa Kỳ hay là biển kia là chủ quyền của Hoa Kỳ Hoa Kỳ chỉ bảo đảm cái quyền tự do hàng hải trên biển thôi họ không đụng tới lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào ở khu vực do đó quý vị những quốc gia này họ cảm thấy yên tâm hơn thứ hai là mặt hàng xuất cản của họ vào thị trường Hoa Kỳ kiếm lợi nhiều hơn so với ở Trung Quốc ở trung quốc thứ nhất mặt hàng họ phải cạnh tranh với giá rẻ của mặt hàng trung quốc thứ hai là nhiều luật lệ trói buộc và trong đó bao gồm luôn cả những cái luật lệ bảo hộ khiến cho hàng của họ khó cạnh tranh trừ những mặt hàng mà họ độc quyền mà trung quốc phải cần nhưng con số này rất là hiếm thì quý vị hầu hết họ phải cạnh tranh rất mệt trong khi đó thị trường hoa kỳ thì nó lại thoải mái hơn họ không bị những cái luật lệ cà chớn trói buộc họ chỉ nắm một cái quy tắc là an toàn Sản phẩm của họ phải an toàn cho giới tiêu thụ, là họ không sợ gì cả và sợ, xuất cảng một cách thoải mái. Và thứ hai, họ là thuộc dạng quốc gia đang phát triển. Do đó, Hoa Kỳ có chính sách ưu đãi thuế cho những quốc gia đang phát triển, nên mà mức thuế nó rẻ hơn. Thứ ba là trong thị trường Hoa Kỳ, mặt hàng họ bán giá cao hơn so với mặt hàng của họ bán tại Trung Quốc. Thì quý vị, đưa lên bàn cân những quốc gia này vẫn chọn Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất thế giới, 330 triệu dân, nhưng lại là thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới và là thị trường chính của tất cả các quốc gia trên thế giới. Do đó, những quốc gia này thấy ủa, bây giờ nó đẩy vào cái thế giới lưỡng cực, tức là phải chọn một phía thì mình phải chọn phía nào có lợi cho mình, có lợi cho người dân của mình và có được cái mức phát triển không giới hạn. Bắt buộc họ phải chọn Hoa Kỳ, tại vì chọn Hoa Kỳ thì họ sẽ làm ăn với lại những đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ và nhận được sự hỗ trợ của những đối tác và đồng minh trong đó có Đài Loan trong đó có Nam Hàn có Nhật Bản có Úc có New Zealand có Anh có Canada còn bây giờ nếu mà chọn Trung Quốc thì coi như là bị đóng cửa hết tất cả các cái cánh cửa này đặc biệt là quý vị bây giờ mới là giai đoạn đầu tìm cách cô lập Trung Quốc thôi đến cái giai đoạn sau nếu không xảy ra một cuộc biến động quân sự nào bước kế tiếp là sẽ giới hạn tất cả những mặt hàng nào đến từ những quốc gia mà có cái khuynh hướng đi theo Trung Quốc hay là có chung giá trị với Trung Quốc. Tại vì họ sẽ nghi ngờ những quốc gia này đổi lốt make in của họ để xuất cản qua thị trường bên ngoài. Do đó, họ sẽ giám sát rất chặt chẽ. Vì vậy mà quý vị, thì cuối cùng là những mặt hàng của những quốc gia này sẽ bị giới hạn. Sẽ bị giới hạn bởi vì họ phải chứng minh rất nhiều cái nguồn nguyên liệu cái xuất xứ của nguồn hàng để xuất cản qua Hoa Kỳ. Thì điều này cho thấy rằng là các quốc gia thấy rõ chọn Hoa Kỳ nó có lợi về mặt kinh tế và đồng thời Hoa Kỳ không hề <laughs> Hoa Kỳ và đồng minh không hề uy hiếp tới lãnh hải lãnh thổ của họ. Có có bao giờ quý vị thấy tàu của Nam Hàn, tàu của Nhật Bản, tàu của Đài Loan xâm nhập vào lãnh hải của những quốc gia khác và nói rằng đó là chủ quyền của mình không? Không có. Kể cả Hoa Kỳ kể cả úc họ không làm điều này họ không làm điều này trong khi đó trung quốc một mặt thì á, là thúc đẩy mối quan hệ nhưng một mặt khác tàu hải giám tàu dân quân ngư phủ tàu hải quân của họ suốt ngày xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của của những quốc gia này để mà đánh bắt cá trộm để mà claim chủ quyền làm đủ trò thì quý vị đặt lên bàn cân ai cũng thấy rõ là chọn hoa kỳ lợi hơn chọn Hoa Kỳ lại hơn thì quý vị nhưng họ bị cái gì mà họ chưa thứ nhất giống như tôi nói là cái vết thương của năm 1997 khi mà Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa tập trung vào Trung Quốc Bill Clinton đã bỏ rơi toàn bộ Á Châu thứ hai cái vụ bãi cạn Scarborough năm 2012 Obama cũng vì quyền lợi kinh tế bỏ mặt luôn tất cả cái uh, sự kêu cứu của Philippines do đó cái niềm tin của họ với Hoa Kỳ đã sụt giảm rất rõ rệt thì quý vị, thứ hai là cái vấn đề họ bị trói buộc kinh tế bởi Trung Quốc. Tức là sau cái giai đoạn của Bill Clinton, thì nhiều nền kinh tế tại Á Châu dính với nền kinh tế của Trung Quốc. Rồi bây giờ tách ra, họ cần có thời gian tách ra. Chính vì vậy mà họ vẫn lần cường, nghiêng chút, nghiêng chút, tức là mỗi năm nhích chút, mỗi năm nhích chút về phía Hoa Kỳ. Chứ họ không thể là một cái rụp giống như Philippines. Philippines nhờ cái việc mà gọi là thắng cử của ông Ferdinand Marcos Jr. Ông lật đổ tất cả những chính sách cũ của ông Duterte về Trung Quốc để ông thiết lập mối ban giao với lại Hoa Kỳ và thắt chặt mối quan hệ với Hoa Kỳ. Bởi vì thứ nhất là từ gia đình. Thân phụ của ông là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Thứ hai là ông thấy rõ nếu mà cứ tiếp tục dính với Trung Quốc thì Philippines sẽ không phát triển được trong khi Philippines có quá nhiều lợi thế. Thứ nhất lợi thế trên mặt biển về địa hình thứ nhất là một mặt à, phía tây của Philippines là đối diện với lại biển đông tức là nằm ngay khu vực mà gọi là có nhiều quốc gia gọi là đông nam á phía tây của phía đông của trung của Philippines thì lại là các đảo quốc ở nam thái bình dương và phía đông nam của Philippines toàn bộ là những đảo quốc ở đông nam, ở phía nam thái bình dương họ có lợi thế rất nhiều về mặt biển cả hai bờ đông tây họ đều có mặt biển hết. do đó nếu bây giờ mà đi với Trung Quốc thì coi như không làm được gì hết Còn nếu mà đi với Hoa Kỳ thì cái mức phát triển là vô giới hạn Nhờ cái địa hình đó Nhờ cái địa hình đó mà họ phát triển không có giới hạn Chính vì vậy mà Philippines chọn ông ông uh, Ferdinand Marcos nhờ Ông chọn đứng về phía Hoa Kỳ Và khi ông chọn về đứng về phía Hoa Kỳ thì quý vị thấy trong mấy tháng nay Tức là gần một năm nay là tất cả cái màu sắc về phát triển kinh tế của Philippines đã khởi sắc rõ rệt mặc dù tình trạng lạm phát và suy thoái trên toàn cầu vẫn đang diễn ra nhưng mà cái nguồn đầu tư vào Philippines là dân Philippines cảm thấy là Chống mặt rồi thì quý vị họ có lợi họ có lợi trong khi những quốc gia mà dính quá nặng nề với Trung Quốc thì không làm được gì hết càng lúc càng lùng bại nhất là Việt Nam bây giờ tình hình coi như là quý vị thấy đó tất cả những mặt bằng ở Sài Gòn đều bị đóng cửa vì không muốn bán được. Rồi người dân ở Việt Nam đang đối diện với tình trạng thất nghiệp cao bởi vì các công xưởng gia công dần dần rút ra khỏi Việt Nam. Từ Đài Loan cho tới Nam Hàn. Họ rút ra khỏi Việt Nam. Lý do là bởi vì thứ nhất là họ sẽ phải tuân thủ cái luật của Hoa Kỳ. Cái luật đó là không được phép nhập cả nhập cản bất kỳ nguyên liệu nào đến từ khu vực Tân Cương. Thứ hai là quý vị thấy rõ là Hoa Kỳ giới hạn cái thị trường xuất cả Đối với những quốc gia Không phải là thành viên toàn diện Của WTO Và không tuân thủ cái quy tắc của quốc tế Thì quý vị Hoa Kỳ giới hạn rất là nhiều Rồi Âu Châu cũng vậy Họ giới hạn rất là nhiều Điều này dẫn tới điều gì Điều này dẫn tới là cái kinh tế phát triển Của những quốc gia đó như là Việt Nam Không còn cửa thoát Mà bây giờ Nếu mà nghiêng về phía Hoa Kỳ Thì coi như là cái đảng cai thị đó Sẽ mất quyền lực cái hệ thống cai thì của họ sẽ mất quyền lực do đó quý vị họ vẫn chọn đứng về phía trung quốc thì cái mức phát triển kinh tế không còn nữa không còn giống như là 28 năm qua khi trễ từ kia ban giao với hoa kỳ hoa kỳ không cho thêm thời gian nữa do đó những quốc gia á châu họ nhận ra được có thể hoa kỳ không trung thủy bởi vì nền chính trị của hoa kỳ phức tạp mỗi đời tổng thống lên thay đổi chính sách thì lại khác nhưng ít nhất là Hoa Kỳ không đe dọa tới an ninh quốc phòng của họ. Ngược lại, Trung Quốc thì mặc dù là trên danh nghĩa Trung Quốc không xen vào chuyện của nội bộ quốc gia khác. Nhưng quý vị, họ dùng kinh tế thao túng và họ uy hiếp trên lãnh hải và lãnh thổ luôn. Thì quý vị, các quốc gia này họ đặt lên bàn cân, họ vẫn đặt dân tộc lên trên hết. Họ chọn đi với Hoa Kỳ vừa được bảo đảm về an ninh và vừa không bị uy hiếp về vấn đề à, gọi là lãnh hải và lãnh thổ và đồng thời cái mức phát triển kinh tế của họ là vô giới hạn do đó dần dần họ ngã về phía hoa kỳ hết và do đó quý vị bắc kinh bị thất thế ở đông nam á sau 6 năm sau 6 năm hoa kỳ bắt đầu thúc đẩy chiến dịch gọi là chuyển trục về á châu bắc kinh bắt đầu thất thế ở đông nam á năm nay quý vị thấy đích thân bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc là Li Shanfu sẽ có mặt trong cái hội nghị quốc phòng Shalila ở Singapore là có nghĩa là Trung Quốc đang tìm cách sử dụng cái gọi là uh, Military Diploma tức là một cái uh, ngoại giao quân sự để lấy lại tư thế nhưng mà giống như tôi nói khó lắm tại vì bây giờ dần dần người những cái uh, chính quyền tại Á Châu đặc biệt là Malaysia Indonesia, Philippines và kể cả Thái Lan họ nhận rõ họ nhận thấy rõ trong tình hình suy thoái kinh tế, trong tình hình gọi là uh, lạm phát này, nếu tiếp tục mà duy trì cái mối quan hệ bây giờ không đứng về phía nào thì chính họ bị thiệt thòi. Chính họ bị thiệt thòi. Thì do đó quý vị, họ phải chọn cái nào để họ có thể phát triển được nền, nền kinh tế, họ đứng trên tinh thần của người dân, tức là cái quyền lợi của người dân. Người quyền lợi của người dân là gì? Là nâng cao đời sống của người dân và giúp cho người dân có thể bán hàng không giới hạn để người dân có thể tự làm giàu được. Thì quý vị, họ bắt buộc phải đứng về phía Hoa Kỳ và Đồng minh. Trong khi ngược lại, những quốc gia đi theo Trung Quốc thì nó duy trì được cái quyền lực cải trị của chế độ. Nhưng người dân không còn đường thoát. Người dân bị cuộc sống bế tắc hoàn toàn. Tức là những kẻ này nó chọn về quyền lợi cai trị nhiều hơn so với những quốc gia khác họ chọn quyền lợi của người dân lên trên hết thì quý vị cục diện Á Châu nó nằm ở mức này nó không còn một cách nào khác tức là sự phân cực rất rõ ràng thì quý vị thấy đó Trung Quốc tập trận với ai tập trận với Lào Cộng sản Việt Nam Campuchia và trước đó đã từng tập trận với Singapore thì quý vị Singapore giờ đây cũng phải đối diện nhất là đảng đối lập đang có một cái khuynh hướng lật đổ cái chế cái chính quyền của lý Hiên long bằng lá phiếu nếu đảng đối lập lên họ có thể lật đổ tất cả chính sách họ đứng hẳn về phía hoa kỳ thì bây giờ vấn đề còn lại là họ sẽ chọn như thế nào cái chọn đi chung với hoa kỳ để đáp ứng cái chiến lược tái lập một cái trật tự mới tại á châu trật tự đó nó rõ ràng công bằng cho mỗi quốc gia hay là duy trì hiện trạng bây giờ để tiếp tục bị trung quốc uy hiếp thì quý vị đó là sự chọn lựa của các quốc gia á châu tuy nhiên chúng ta đã thấy khối Đông Nam Á đã phân ra Lào, Campuchia, Cộng sản Việt Nam và Miến Điện đứng hẳn về phía Trung Quốc. Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei và sắp sửa là Thái Lan đứng về phía Hoa Kỳ. Singapore là chọn, bây giờ họ phải chọn thôi. Họ phải chọn đứng về phía nào thôi. Even họ chọn đứng về Trung Quốc thì cũng là 5 năm. Mà họ chọn đứng về Hoa Kỳ, tức là 6-4. Có nghĩa là cục diện này, Hoa Kỳ vẫn chiếm thượng cơ. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hiệu Tân Nhật Ký liên quan tới tất cả những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm trong cái thời sự mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.